Dương Xuân Hà, Bạch Cốt Tinh thề cạch mặt phim Tây Du Ký, đạo diễn qua đời cũng không tham dự. Tây Du Ký năm 1986 là bộ phim kinh điển đối với lịch sử truyền hình Trung Quốc, đưa tên tuổi nhiều diễn viên lên hàng sao và được công chúng vô cùng yêu thích. Trong đó có Dương Xuân Hà, nghệ sĩ thủ vai Bạch Cốt Tinh, yêu quái khiến thầy trò Đường Tăng ba lần bất hòa. Trước khi bén duyên với Tây Du Ký, Dương Xuân Hà là nghệ sĩ kịch rất được yêu thích thời bấy giờ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Dương Xuân Hà rất ghét vai diễn này, thậm chí từng thề không bao giờ xem Tây Du Ký. Thời đó, các nữ diễn viên thường chỉ thích đóng vai chính diện, hiền dịu, nết na, chứ ít ai chịu nhận vai yêu quái hút máu người. Dương Xuân Hà cũng thế, bà chẳng hề thích vai diễn Bạch Cốt Tinh chút nào. Tuy nhiên, đạo diễn Dương Khiết vì quá thích Dương Xuân Hà nên ra sức thuyết phục, bà còn hứa sẽ cho nữ diễn viên đóng vai nữ vương của Tây Lương nữ quốc. Dù Bạch Cốt Tinh là vai diễn truyền hình đầu tiên của Dương Xuân Hà, bà vẫn thể hiện cực kỳ xuất sắc. Đáng tiếc, đạo diễn Dương Khiết lại nuốt lời, không cho Dương Xuân Hà đóng vai nữ vương của Tây Lương nữ quốc vì cho rằng một diễn viên không nên đóng cả hai vai thiện ác trong một bộ phim, điều này dễ gây nhầm lẫn cho khán giả. Thay vào đó, Dương Khiết giao vai nữ vương cho MC Chu Lâm và hầu hết mọi người đều cho rằng Chu Lâm hợp vai hơn hẳn Dương Xuân Hà. Dương Xuân Hà sau đó vô cùng tức giận, cho rằng Dương Khiết đã lừa mình. Từ đó trở đi, bà không bao giờ nhắc đến Tây Du Ký, cũng như từ chối tham gia bất kỳ sự kiện nào có ekip này. Dẫu cho Dương Khiết đã công khai xin lỗi Dương Xuân Hà trên sóng truyền hình, bà vẫn không nguôi ngoai. Mối bất hòa giữa Dương Xuân Hà và Dương Khiết dai dẳng đến nỗi, kể cả khi Dương Khiết qua đời, Dương Xuân Hà cũng không tham gia đám tang. Sau Tây Du Ký, Dương Xuân Hà cũng không đóng phim truyền hình nữa mà chỉ tập trung vào kịch nói. Bà cũng sống khá kín tiếng, thậm chí công chúng còn không biết Dương Xuân Hà đã lập gia đình hay chưa. Hiện nay, đã ở độ tuổi xế chiều, Dương Xuân Hà hầu như không còn hoạt động nghệ thuật mà chỉ tham gia các sự kiện từ thiện. Ngoài Dương Xuân Hà, một diễn viên khác cũng cơm không lành canh không ngọt với đạo diễn Dương Khiết, đó chính là Từ Thiếu Hoa, Đường Tăng, đẹp trai nhất màn ảnh. Sau khi quay phim một thời gian, nam diễn viên nhất quyết rời đoàn làm phim vì lý do học đại học. Khi quay hết tập Nữ Nhi Quốc, Từ Thiếu Hoa rời bỏ đoàn làm phim với lý do học đại học. Đạo diễn Dương Khiết lâm vào thế bí, cuối cùng đã phải mời tài tử Trì Trọng Thụy đảm nhận vai diễn cho đến khi tác phẩm hoàn thành. Mã Đức Hoa, người đóng vai Trư Bắc Giới trong bộ phim Tây Du Ký từng tiết lộ, Từ Thiếu Hoa bỏ vai diễn dưới trường vì 5 nhân dân tệ khoảng 18.000 đồng. Năm đó, Từ Thiếu Hoa nhận được thù lao là 50 nhân dân tệ, còn Mã Đức Hoa và Lục Tiểu Linh Đồng đều nhận 60 nhân dân tệ. Điều này khiến Từ Thiếu Hoa không hài lòng. Đến tập phim Nữ Nhi Quốc, đạo diễn tăng thù lao lên 55 tệ, nhưng Từ Thiếu Hoa vẫn không thoải mái trong lòng. Ông cho rằng, dù sao mình cũng là vai chính, tại sao lại kém người khác 5 nhân dân tệ? Lúc đó, đạo diễn Dương Khiết giải thích rằng Bác Giới vất vả hơn vì phải đeo bụng giả, Tô Ngộ Không phải dính lông, tóc giả lên mặt, số tiền 5 nhân dân tệ là để hỗ trợ thêm cho họ. Từ Thiếu Hoa dần vào quyết định bỏ vai. Câu chuyện mà Đức Hoa chia sẻ gây tranh cãi trong khán giả. Không ít người cho rằng Từ Thiếu Hoa trọng vật chất, quả thực không hợp với hình tượng Đường Tam Tạng. Sau khi rời đoàn phim, Từ Thiếu Hoa cắt đứt mối quan hệ với dàn diễn viên Tây Du Ký. Trong các buổi gặp mặt tái hợp sau nhiều năm bộ phim lên sóng, netizen nhận ra Từ Thiếu Hoa luôn vắng bóng. Trong khi đó, ông lại thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện hội chợ, đi hát nhạc phim kiếm tiền. Điều này mà nhiều người tỏ thái độ không thích nam diễn viên Đường Tăng. Về phần đạo diễn Dương Khiết, bà cho biết Tây Du Ký là nỗi đau của cuộc đời bà. Dù bộ phim đưa tên tuổi Dương Khiết trở thành huyền thoại trong làng phim truyền hình, bà vẫn cảm thấy không vẻ vang gì, thậm chí cứ mở TV mà thấy Tây Du Ký thì sẽ thắt. Dương Khiết gọi quãng thời gian thực hiện Tây Du Ký là bi kịch. Nỗi khổ tâm lớn nhất đối với bà là mâu thuẫn với các thành viên đoàn phim, trong đó có mâu thuẫn với các diễn viên chính. Dương Khiết giải thích thời gian làm phim, công việc quá nhiều khiến bà không có thời gian ngẫm nghĩ, nhìn nhận lại các sự việc. Bà cho rằng có thể mình đắc tội với người khác vì có những phê bình, đánh giá không chính xác. Bên cạnh việc xử lý mâu thuẫn với hàng trăm con người, nữ đạo diễn nhọc nhằn vì hàng loạt công việc từ nhỏ đến lớn, chọn diễn viên, tìm nhạc phim, xin kinh phí. Từng có lúc, Dương Khiết bị lãnh đạo nghi ngờ về năng lực, song bà luôn rắn rỏi, quyết liệt tranh đấu để được quyết định các vấn đề về tác phẩm của mình. Trong một cảnh cháy chùa, đạo diễn muốn đốt cháy cả mô hình chùa lớn, còn chủ nhiệm sản xuất chỉ muốn đốt giấy. Cãi nhau lên xuống, lãnh đạo đài buộc phải nghe theo nữ đạo diễn. Sinh ra để đạo diễn Tây Du Ký, cả cuộc đời Dương Khiết đau đáu vì bộ phim. Nữ đạo diễn tiếc nuối vì thiếu tiền, bà không thể làm Tây Du Ký đẹp hơn. Kỹ xảo thô sơ, nhiều cảnh quay không được như ý là điều được bà nhắc đi nhắc lại. Sau ba thập niên, xung đột trên trường quay cũng như những gian khổ treo đèo lội suối đều trở thành hồi ức. Dương Khiết qua đời ngày 15 tháng 4 năm 2017, sau khoảng 10 ngày hôn mê, gia đình đạo diễn từ chối tiết lộ cụ thể về bệnh tật của bà. Trì Trọng Thụy, một trong ba diễn viên đóng vai Đường Tăng cho biết, lúc bà đổ bệnh, ông lo lắng tìm bác sĩ, liên hệ bệnh viện giúp Dương Khiết. Gia đình bà cũng muốn riêng tư nên đám tang không có nhiều người tham dự.